Các bạn đang nghe chuyên mục Văn học nghệ thuật trên các nền tảng podcast của báo Nghệ An. Trong chương trình đêm nay, trân trọng gửi tới quý thính giả một tản văn nhẹ nhàng sâu lắng của tác giả Hà Kim Quy. Chị là một giáo viên hiện đang sống và làm việc tại Nam Định. Yêu văn học từ nhỏ, giờ đây chị đã đến với sáng tác văn chương mà theo chị đó là niềm đam mê muộn màn nhưng thú vị của mình. Tản văn sau đây mang tựa đề Che Làng, được Hà Kim Quy viết bằng tất cả những cảm xúc sâu lắng dành cho làng quê nơi chị đã gắn bó cả tuổi thơ mình. Xin trân trọng mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Hồ Nữ Thị. Tết, khi tôi về đến đầu làng thì bóng làng đã đổ. Làng đã nhập nhòa trong chiều trạng vạng thành một khối mờ mờ ảo ảo. Phía rìa làng vẫn còn nhận ra bóng cong cong, mềm mại của những lũy tre. Làng tôi đó, những lũy tre xanh bao bọc hồn làng từ bao đời nay vẫn đứng đó như thành trì vững chãi ôm ấp xóm làng. Dù đi xa nhưng làng tôi vẫn gần gũi với hình ảnh xanh mướt bóng tre, với những ký ức gắn liền với tre một thuở ấu thơ còn in trong tâm khảm. Trước ngõ nhà tôi là một rặng tre, con đường làng tôi dày đặc bóng tre, bao quanh làng tôi là những lũy tre. Buổi sáng mở mắt ra đã thấy tre đu đưa trước nhà, đêm đêm còn nghe tiếng tre đan vào nhau vặn mình trong gió, nghe cọt kẹt mà tụi nhỏ thường tưởng tượng ra trăm nghìn thứ ma tà dọa nhau. Tre ru tôi giấc ngủ tuổi thơ, trong giấc ngủ bên nôi tre có cánh cỏ trắng trên đồng lặn lội, có cơn sông đen thẫm cả chiều hè, có con chuột đi chợ đằng xa trong lời bà lời mẹ, nghe thân thương mà rủ rỉ gợi buồn, rồi cứ ngấm dần thẩm thấu dần vào tâm hồn những đứa trẻ mà lớn lên thành người. Những cây tre đã neo bóng vào hồn tôi trong những đêm trăng rằm trong trẻo, trăng đỏ lừ lớn dần rồi lên cao, khuất trong những ngọn tre tạo thành một bức tranh làng quê thi vị. Tôi thích cảnh trăng lên trong khoảnh khắc vất vơ vài lá tre đung đưa trước gió, có hồn và đẹp hơn tranh thủy mặc. Bức tranh hội tụ cả nét đẹp tròn trịa và mảnh mai của trời, của đất, mà tre là hồn cốt và tôi là người thưởng ngoạn. Những mo nang tre e ấp ẩn vào trong lớp nón lá của bà, của mẹ mà che mưa, che nắng. Những chiếc nón trắng mới tinh đó, trong đám cưới quê tôi, mẹ chồng thường trao và đón cô gái xinh đẹp làng bên về làm nàng dâu hiền thảo. Nón còn thay chiếc quạt, làm dịu cơn nắng trên đồng những trưa hè nóng nực. Thân tre làm sáo diều bay lên mà thanh thanh cõng gió, vi vút những đêm trời đầy sao. Tiếng sáo như giọng bà kể chuyện những năm tháng thánh thót, du sương dịu dàng, dù chúng tôi vào giấc mơ êm ả, yên bình của thời thơ ấu. Tre được trẻ nhỏ thành những nan dài, đan nống mốt, nống hai, đan rổ, đan giá, nong, nia, dần, sàng, gắn bó với cuộc sống thôn quê, bền bỉ, dẻo dai, bần hàn mà thanh sạch, dân dã. Những chiếc gàu dây tát nước đêm trăng đã đi vào ca dao cùng tình yêu đôi lứa, được làm từ những cây tre cứng cáp, mạnh mẽ, tạo nên hình ảnh trong sáng, nhẹ nhàng, mộc mạc, trữ tình mà ý nhị. Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo bên cành hoa sen, nhặt được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Chiếc gầu tre tắt nước chống hạn đi vào thơ Trần Đăng Khoa như những người bạn nhỏ của thiếu nhi, góp phần làm nên hạt gạo làng ta một thời chống Mỹ. Hạt gạo làng ta
có công các bạn, sớm nào chống hàn, vục mè miệng gầu. Những chiếc gầu sòng được buộc dưới ba cây sào tre, dùng để cho một người tát nước, cũng được làm từ tre, gắn bó với đồng ruộng, với người nông dân, bao đời cày cấy, lam lũ, mà vẫn đáng yêu, lãng mạn trong những câu ca dao. Hỡi cô tát nước bên đàng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Chiếc quang tre gồng gánh cuộc đời nhọc nhằn của cha trên đôi vai bé nhỏ. Chiếc đòn gánh tre dẻo dai trên vai bà, vai mẹ, kéo kẹt bốn mùa cõng nắng, cõng mưa, cõng hạt lúa, củ khoai, cõng cả mồ hôi, nước mắt, cõng cả bão giông và bình yên một thủa trên con đường làng rợp bóng hàng tre. Những trưa hè nóng nực, những chú trâu hiền lành, thong thả, nằm nhai bóng râm. Dưới bóng tre, mọi người thường ngồi hóng mát, đợi những cơn gió trong lành từ cánh đồng thổi vào, mát rượi. Tôi yêu dáng cong cong của những bụi tre trên những cánh đồng. Đó là những bụi tre gai, cành đan vào nhau, ken thành một khối dày đặc. Người ta hay cột trâu ở đó, dưới gốc tre. Những con trâu ngứa sừng, cọ đi cọ lại, làm gãy hết cành, trơ ra những thân tre bó vào nhau, và ngọn xòe ra như được bàn tay ai cắt tỉa, làm cho cánh đồng trở thành một bức tranh tươi đẹp hơn, mềm mại hơn trong nắng chiều. Tre càng già càng chắc, mặc cho giá rét, mưa sông, mặc cho nắng hạn, tre cứ xanh tươi và lầm lũi có mặt ở khắp nơi trong cuộc sống của người nông dân quê tôi. Mỗi sáng dậy, mở mắt ra, đã nhìn thấy những cây tre trên mái nhà. Tre làm cột, làm kèo, giữ cho mái nhà vững chãi. Tre ngâm được trẻ nhỏ cắm vào nền đất, rồi được buộc lạt tạo thành những ô vuông là cốt để chắt bùn trộn rơm làm vách nhà. Những chiếc chõng tre là nơi chúng tôi thường ngồi chơi, nằm ngủ trong những đêm trăng và cả những trưa hè oi bức, là nơi tiếng chim hót rộn rã trong vườn cùng hương cau thoang thoảng chập chờn trong giấc mơ tôi. Những chiếc liếp tre bền bỉ, bạc màu qua ngày mưa tháng nắng vẫn đứng đó như tấm bình phong trước hiên nhà. Chiếc giường tre là đồ vật quý nhất của ông nội tôi. Nó có từ lâu đời đến nỗi nó nâu bóng như được đánh vét ni. Trông nó đơn sơ nhưng rất chắc chắn và không hề bị mối mọt. Lũ trẻ chúng tôi thường chạy nhảy trên chiếc giường này. Mùa đông đến, giường có thêm chiếc đệm rơm ấm áp, êm êm, thơm thơm mùi lúa đồng. Cả cuộc đời ông gắn bó với tre. Tre bên ông từ lúc nằm nôi cho đến khi bàn tay cầm cuốc, cầm cày, chai sạn. Để khi đến tuổi già, gầy tre lại đỡ những bước chân ông. Tôi chẳng thể nào quên dáng ông gầy guộc, thiêm thiếp ngủ trên chiếc giường tre trước khi trở về với đất. Những tiếng trở mình của ông trên chiếc giường tre cọt kẹt ngày xưa đâu có dễ quên. Nó bền vững, âm ỉ như mùi hoa bưởi, hoa cau, thơm ngát trong vườn mà bất cứ đứa con nào xa quê như tôi chẳng bao giờ quên được. Những thân tre già không to như luồng nhưng vàng óng, ta có cảm giác như bao nhiêu đồng ở quê tôi được rát ra và khảm lên từng đốt tre. Chúng chen chúc, ken dày vào nhau mà mọc thành bụi, thành lũy. Những mầm măng thẳng đứng, mập mạp, cứ ấm bụi mà vươn lên. Khi cởi bỏ lớp áo mo nang bao bọc bên ngoài đầy lông măng thì chúng đã cao quá đầu người. Chúng vươn cành ra, đua cùng lớp tre già mà lớn, mà tỏa bóng xanh tươi, rợp những con đường.
lũ trẻ chúng tôi thường chặt những cành tre nhỏ, thẳng và nhẵn làm chuyền, thêm những quả bưởi vừa nắm tay, rụng vào tháng tư là đã đủ bộ chuyền có thể chơi suốt cả một mùa hè. Những cành tre cong cong, cứng cáp, anh tôi hay chọn làm cần câu, có thể câu cá cờ, cá sô và ếch. Những cành tre có ngạnh, chúng tôi thường dùng làm cành câu cá tre ở bờ ao mỗi đêm. Thú vui của người cha cá tre là sáng mai nhấc cành câu lên, một con cá tre to mắc mồi ở đó, quấy đạp tung tóe, khoát nước lên cả những bụi khoai dại ven bờ. Những bụi tre già khi chặt đi, bà nhờ người đánh gốc, đổ bùn, trồng bụi mới. Những chiếc gốc tre được ông khéo tay lựa đẽo, gọt thành những hình thù ngộ nghĩnh, đáng yêu. Còn bao nhiêu gộc, cuối năm làm củi âm ỉ, luộc bánh chưng thơm lừng ngày Tết. Tre một thời giữ làng, giữ nước. Tre làm trông nhọn hoắt là vũ khí để người dân quê tôi đánh đuổi giặc ở Bút Lê, Hòa Bình. Rồi tre lại êm đềm, rủ bóng ở rìa làng, là nơi cho lũ trào mào, sáo sầu, hót díu san khi bình minh đến. Đi bất cứ đâu, hễ nghe tiếng chim gọi vịt cất tiếng kêu vào những ngày cuối xuân, đầu hạ, từng hồi dài khắc khoải, tôi lại nhớ quê nhà. Không hiểu sao, tiếng chim luôn gợi nhớ về quá khứ xa xăm, về tháng ba thuở ấy. Tháng ba quê tôi có những bụi tre lá vàng óng rụng đầy ngõ vắng, có mẹ già chống gậy mỏi mắt chờ trông những đứa con xa. Chiếc gậy tre lúc này là người bạn thân thiết của cha, của mẹ. Con chỉ mong làm chiếc gậy tre nâng đỡ cha những bước đi chậm chạp tuổi già, cho đường mẹ xa bến nước đỡ trơn. Những lúc bão giông, chỉ ước được làm cột tre giữ căn nhà của mẹ yên ấm, đừng để bão mưa làm dột ướt khi con đi xa chưa kịp trở về. Cha mẹ như thân tre già dựa vào xưa cũ mà giữ hồn cốt cho làng. Tôi nhớ cả những chiếc roi cha vụt lằn mông một lần tôi nói dối mà hờn giận cả bụi tre làng. Tôi thèm những bước chân trần chạy trên con đường làng đất mịn. Nơi đó có gai tre có thể làm xước sát bàn chân, có những chiếc trong chóng bằng lá dứa sau gai tre quay vù vù với mấy thằng bạn thân hồi nhỏ. Tre chỉ là tre thôi mà sao tôi nhớ, tôi thương đến thế. Lạ thay, một sớm mai, người trong làng ngỡ ngàng khi thấy bụi tre đầu làng nở hoa, từng chùm màu vàng nhạt, giản dị. Riêng ông tôi ngồi nhâm nhi chén trà mặn mà trầm ngâm. Cây tre cũng như đời con người, nó có thể sống từ 60 đến 100 tuổi. Khi tre ra hoa, ra quả cũng là lúc nó lụi tàn dần, không thể hồi sinh. Nó chết đi để nhường chỗ cho cây con mọc lên thôi mà. Quả thật, đúng như lời ông nói, những cây tre sau khi ra hoa thì tàn lụi, cả đến khi chết, tre cũng chọn cách hiên ngang, hiếm thấy, của người quân tử anh dũng, khẳng khái. Tre và hoa chết đứng, chứ không rũ xuống như các loài hoa khác. Cây tre ra hoa gợi cho tôi về hình ảnh người nghệ sĩ sau khi dâng hiến tận cùng cho cuộc đời, sẽ thanh thản ra đi, cháy hết mình với một mùa hoa ở cuối cuộc hành trình. Giờ đây, tôi đi trên con đường làng đã được bê tông hóa, không còn thấy bóng những bụi tre xanh mướt ngày xưa. Tre bây giờ chỉ còn ở rìa làng, ở những khu vườn cũ. Thay vào đó, không biết có phải người ta hoài niệm tre bằng những thứ cây nêu hay không, mà trước cửa nhà nào cũng có cây nêu vươn ra đường. Những cây tre dài
được dóc sạch sẽ phần thân và để nguyên phần ngọn. Người ta treo một cái đèn lồng ở phía ngọn, quấn những sợi dây điện hết chiều dài thân tre, nhấp nháy, sáng suốt đêm. Truyền thống cũ của cha ông vẫn còn được lưu giữ. Cây nêu được trồng trước nhà để trừ tà ma và cầu một năm mới ấm no, hạnh phúc. Cả con đường thật đẹp, cong cong, những dáng nêu lấp lóa, nhấp nhánh ánh điện sáng trong đêm tháng chạp. Tôi đã trở về với quê hương, với lũy tre của ngày thơ ấu. Hồn làng vẫn còn đâu đây trên những con đường, trong những dáng tre làng mộc mạc thân thương. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe tản văn Tre Làng của tác giả Hà Kim Quy. Tản văn chắc hẳn đã dẫn dắt bạn đọc vào một thế giới thân thuộc với mỗi chúng ta, đặc biệt là những người gắn bó với các vùng quê nông thôn Bắc Bộ. Ở đó, chúng ta bắt gặp một xóm làng được bao bọc bởi lũy tre xanh. Những đường làng cũng dày đặc bóng tre. Cây tre trong tâm thức người Việt chính là hồn quê. Chẳng thế mà Nguyễn Duy từng viết bài thơ Tre Việt Nam. Trong đó, cây tre vừa là biểu tượng của một mảnh hồn quê, vừa là biểu tượng của chính con người đất Việt, lam lũ, vất vả, nhưng chăm chỉ, cần cù, kham khổ, nhưng vẫn chan chứa yêu thương, đùm bọc. Ở tản văn này, chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh cây tre như thế trong ký ức của tác giả, gắn liền với tuổi thơ, bần hàn mà thanh sạch, dân dã. Những kỷ niệm ùa về, cứ như thể chúng chờ đợi từ lâu lắm rồi trong tiềm thức, để khi có cơ hội là rào rạt tuôn ra. Tre gắn với giấc ngủ của trẻ thơ, với cánh cò lặn lội, với cơn sông chiều hè và lời ru của bà, của mẹ. Tre gắn với những đêm trăng rằm đẹp như bức tranh thủy mặc. Tre có mặt trong chiếc nón lá của bà, của mẹ, trong những cánh diều, chiếc rổ giá nong nia, những chiếc gàu xây tát nước đêm trăng. Tre gắn bó với con người từ sáng đến chiều, tối và đêm, từ mùa đông, mùa xuân, mùa hạ cho đến mùa thu. Tre giúp sức cho người dân từ thời chiến đến thời bình. Tre còn là biểu tượng cho phẩm chất hiên ngang, anh dũng, khẳng khái của người quân tử. Bên cạnh đó, tre cũng mang dáng dấp của người nghệ sĩ, cháy hết mình với đam mê, tận sống cho cái đẹp. Với tác giả, tre còn gắn với nhiều kỷ niệm thân thương bên gia đình. Để rồi đến một ngày nọ, chị chợt nhận ra rằng cha mẹ như thân tre già, dựa vào xưa cũ mà giữ hồn cốt cho làng. Nhưng rồi giống như nhiều làng quê khác ở Việt Nam, ngôi làng của chị cũng đã đổi khác với công cuộc hiện đại hóa đất nước. Không còn những bụi tre xanh mướt ngày nào, những con đường đã được trải bê tông. Nhưng bù đắp vào nỗi trống vắng ấy là những ngọn tre vẫn cong cong ở rìa làng và những cây nêu ngày Tết. Hồn làng vẫn còn đâu đấy, tác giả biết vậy. Và tản văn đã kết thúc bởi những dòng suy nghĩ tràn đầy ưu tư nhưng cũng ấm áp này. Bằng lối viết mộc mạc, giản dị, tản văn Tre Làng với ấm áp ký ức thôn quê của Hà Kim Quy đã mang đến cho người đọc những cảm xúc gần gũi, xưng xưng xúc động. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã đến và ở lại cùng chuyên mục văn học nghệ thuật trên các nền tảng podcast của báo Nghệ An. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.